Chào các bạn, mình là MC Phương Thùy đây. Lâu lắm rồi mình mới được quay clip vừa cho các bạn xem nè. Mình đã được nghỉ hè rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sản phẩm và review sản phẩm dưỡng body nha. Sản phẩm này mẹ mình xài rất là ok. Mẹ mình xài được cỡ như 2 tháng rồi đó. Mà giờ mẹ trắng hồng hào luôn. Trắng như vậy em bé, mịn như vậy em bé hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy tay một bạn người mẫu Phương Thùy, là em gái mình rất là xinh đẹp nha. Rồi. Và bây giờ mình sẽ thử nhà đây. Bên trong nó sẽ như thế này nè các bạn. Nó có một hình này giống như là bọn dục đó. Thì mình chỉ lấy dưỡng ít thôi. Nhiều ít thôi. Nếu vậy em bé. Nếu không, này là mình lấy là em bé nha. Mình không thể lấy được người lớn luôn đâu. Những bạn nào mà có mẹ thì mình sẽ lấy một lượng nhiều hơn, vì cái này là da em bé, mình chỉ lấy ít thôi. Rồi sẽ xoa cho đều nha. Mình phải vỗ cho nó thấm vào da. Mà cái này không độc hại đâu nha các bạn. Những bạn nào là người lớn sẽ không. Nhưng mà nào có mẹ là người lớn thì sức một lượng nhiều hơn một ít nha. Rồi bây giờ mình sẽ xoa thành hai tay bạn nha. Wow, có phải hai tay bạn này rất là đẹp không? Nhưng mà các bạn thấy tay nào đẹp hơn? Bình luận ở dưới nha. Nếu như hồi đó thì thấy tay này đẹp hơn, cái tay là Thùy mới hơn. Mới review cho bạn này nè. Là nhờ cái này các bạn, ở bên ngoài nó có màu trắng, tại bên trong mình xúc vô lại có màu trắng thiệt luôn á. Mẹ mình xài rất ok luôn, xài mới có 2 tháng không mà da nó trắng bắp luôn á. Đây các bạn, ai nó sản phẩm này nha, là này, da căng bóng mịn màng nha, đẹp quá đẹp luôn. Đó. Đây bạn nào muốn mua cái sản phẩm này thì gọi lại cho mình sẽ mua rồi mình sẽ gửi ship cho bạn nó luôn. Hàng nhập hàng từ Trung Quốc nha các bạn. Hàn Quốc nha, em đừng lộn nha. Đây là hàng từ Hàn Quốc nha. Nè, tay chủ Hàn Quốc luôn, đẹp luôn. Tay chủ Hàn Quốc đầu dòng nha. Đây, có màu đen một tím, đen đất và tất cả màu luôn. Nếu mấy bạn muốn mua cái đó thì gọi cho mình số điện thoại nha. 0918